Xin chào anh chị, bữa nay em sẽ đi phóng sanh tiếp tục. Hàng ngày em đều đi phóng sanh. Thì bây giờ là bắt đầu vô hết dịch Covid em trở về với công việc. Thì em là đối tác với bên Mắt Bảo từ 10 năm nay rồi. Công ty Mắt Bảo chắc quý vị cũng biết, nó là công ty chuyên kinh doanh tên miền hosting. Em là một trong những người build nên sự thành công của Mắt Bảo cho đến ngày hôm nay. Tất cả khách hàng của em đã nhảy qua Mắt Bảo hết rồi, mặc dù em là đối tác, gọi là chính xác là đại lý á. Thì trong này lúc trước là có hơn 100 doanh nghiệp lớn, đủ thứ hết. Đây, em quyết định nè. Mà bây giờ em đang làm nghề phóng sanh nên thời gian em không có nhiều. Này, nó có bạn hồi xưa nhân viên rất là nhiều mà bây giờ chỉ còn một bạn quản lý thôi. Một bạn kỹ thuật quản lý. Tên là Quân, đang làm việc trong Bộ Quốc phòng. Thì ở gì an ninh máy bay, quốc phòng mà về máy bay thì quản lý cái hệ thống này cho em, chứ em cũng không rảnh em vô. Em chỉ vô vô gia hạn tên miền hosting của em thôi. Thì ở đây hiện tại nó có 38, xưa nó này nó còn cả ngàn khách hàng luôn à. Mà tại em chuyển qua bên chính Mắt Bảo cho quản lý rồi, bởi vì khách hàng cứ nhắn hỏi 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 hoài. Làm đại lý Mắt Bảo này nó ác, nó không chia nhiều tiền, lúc mà kêu làm quá trời làm đại lý cho nó một thời gian, sau đó cái lợi nhuận mà ăn được á, thì cũng chỉ có 5% vậy thôi, có 5%, có 2%, có 10% gì đó. Nó rất là số tiền cực kỳ nhỏ mà phải xuất hóa đơn đỏ, xuất các kiểu thôi, xuất 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 cái gì là thôi khỏi luôn, về qua Mắt Bảo luôn đi. Nên còn những người trong này là những người rất là trung thành, em chả hiểu sao là giống như là cái gì cái tình cảm á, mà họ ở lì trong này, họ không đi luôn. Mà trong này đúng rồi, cả ngàn người mà bây giờ còn được 38 người nè. Vẫn giống như là những cái người mà em xây dựng cho họ thành công, họ thành triệu phú này kia các kiểu, hay là những khách hàng mới họ ở đây một thời gian họ cũng sẽ đi thôi. Em biết đúng rồi, có nhiều khách hàng mới, khách hàng cũ không bỏ, bởi vì giống như làm với em nó hên quá hàng sao á, thành triệu phú hết trơn à. Này là dự án mà chỉ là tên tuổi của em thôi đó nha, dự án liên quan đến công ty TU thôi nha. Còn những dự án mà em làm trực tiếp là cho các tỷ phú không, thì trong này tên miền lúc trước cả ngàn cái, bây giờ còn 38 cái là chuyển hết rồi đó. Coi như là cái nghề thiết kế website phần mềm quảng cáo em làm từ năm 2008 mà em làm tới nỗi em chán, tiền em để phóng sanh hết. Em làm quá giàu chứ tiền đó em, thật sự em để làm giàu thôi. Em lúc đó em ngang ngửa với Mắt Bảo, giờ Mắt Bảo hả, chắc thành ông cố nội của em luôn rồi đó. Giờ em giống như đứa con của Mắt Bảo vậy đó. Trong này thì có 38 cái tên miền và 29 cái hosting, có mấy cái sắp hết hạn công ty Tâm Phúc gì đó, trường học gì nè, Happy Art School gì tùm lum. Nói chung những người làm với em một thời gian họ thành công rồi họ sẽ bỏ thôi. Nhưng mà họ không biết rằng khi họ thành công với em mà họ vẫn giữ nó thì họ còn được nhiều hơn nữa đó. Những cái web á đừng có đổi. Bởi vì khi mà mình làm ra một cái web giống như thằng bạn của em, hoangpiano.com, em làm trang web này là lên luôn. Làm từ năm 2000 mấy ta. Đó, đây là trang web làm 2014. Còn bây giờ Hoàng Piano đã có một trang web mới,
là trang web mới nó không thể nào mà nó giật mặt qua trang web cũ được. Đây trang web mới đây. Trang web mới thì giao diện đẹp hơn, chuẩn hơn. Làm với này bên với bên đối tác hợp tác chứ không phải đối tác, hợp tác với bên gì quên này, công ty gì vậy ta, hợp tác với bên cái gì vậy ta, hợp tác với bên gì mà bên Remia đang làm luôn nè, này cũng là khách hàng của em luôn á, khách hàng bên Hàn Quốc á. Mà giờ vẫn chơi thân như bạn bè thôi, nói chung khách hàng của em mà khi mà họ thành công rồi họ phát triển mạnh hơn hay là gì, họ có quyền đổi trang web mới tốt hơn chứ. Em chỉ là cái khởi đầu cho họ đi lên thôi. Nói chung hợp tác với công ty khỉ khô khỉ móc gì đó. Thì làm bên này rất là chuyên nghiệp. Cái kiểu này là thiết kế theo ý của em nha. Chứ kêu họ mà tự thiết kế thôi, họ làm thấy gớm không được vậy đâu nha mọi người. Thì em vẫn là một chuyên gia thiết kế website và phần mềm. Làm cái này á, thì tốn tiền, tốn của, tốn bạc lắm nha, chứ không đơn giản nha. Một trang web em làm thì em cũng lấy mấy chục triệu rồi. Bởi vì em thiết kế nó ác lắm. Người ta làm cũng vậy luôn. Nhưng mà người ta không có cái kinh nghiệm như em là cái thằng mà nó đi đầu tiên trong cái nghề thiết kế web. Từ năm 2008 mà làm với chuyên gia người Mỹ, rồi làm với tập đoàn lớn nhất nước ngoài. Ogilvy có trên 150 quốc gia và làm việc với các tỷ phú. Bởi vì em nhiều người chưa gặp tỷ phú, với em gặp tất cả các tỷ phú lớn nổi tiếng em thấy bình thường. Tỷ phú nào mà thoát khỏi bệnh tật giống em thì em còn để hay là lấy tiền nó làm những việc mà bảo vệ môi trường, thiên nhiên, động vật em còn quý, chứ tỷ phú lo làm giàu không bình thường, nghỉ chơi thôi. Bây giờ em là em xóa luôn Facebook và em hận Facebook. Bởi vì Facebook, nói hận nghe cho nó ghê thế chứ, bởi vì Facebook nó tạo ra những cái thứ tiêu cực ở trên mạng. Em xóa cái Facebook của em, Facebook fanpage Tây Un, em xóa cái fanpage đó bán cũng được 10 triệu. Bây giờ em xóa nó đi rồi thì em thấy fan Tây Un giả lên quá trời. Tây Un này thì làm giao ua thôi kệ, coi như là cũng thần tượng em đi. Tây Un shop này ngoài Hà Nội bán đồ thời trang thì ai thích thì thích, chứ tên của em xưa giờ em là người tạo ra cái tên này và em tạo mua luôn cái tên miền này mà. Và đó kệ mọi người, giờ tạo cái tiêu un giả 228 người thích nữa. Em xóa cái đó là cũng 70-80 ngàn người thích fanpage đó, em xóa bởi vì em không muốn người ta tìm đến em từ Facebook nữa. Còn này đâu vậy? Ở Vsim đồ nữa. Còn mấy số hình ảnh tiêu rai rai trên mạng nữa hả? Tôi kệ nó luôn đi. Ôi giời ơi. Giời. Ôi giời ơi. Nó còn mặt mày của em trong này nữa ta. Nói chung em đã xóa phần bài tiêu rồi. Còn bây giờ em không có nhiều thời gian. Em chỉ muốn tập trung làm cái nghề mà tích được phước đức cho ba má của em, cho bạn bè của em, cho những người quen biết cho của em, cho những người thân quen yêu thương của em. Đó là chính là nghề phóng sanh. Và trước khi bây giờ đi làm thì em sẽ vô trong này để em cho mọi người thấy em không có phải mà thiếu nghề nghiệp. Em không phải không có việc làm mới đi nghề làm nghề phóng sanh, em còn quản lý điều hành rất là nhiều. Thí dụ em giờ muốn trở thành tỷ phú lại rất là dễ, em chăm sóc mấy khách hàng này của em kỹ một chút. Em bật lên cái bọt lôi làm website của em thì thật sự nhiều công ty phá sản vì em. Bởi vì không ai có khả năng làm web như em. Những người làm với em toàn từng là từng thành công, làm như em như mấy này nhỏ nhỏ lên nè. Lên tới mức triệu phú rồi bắt đầu nó chia tay thôi. Em biết. Anh cứ để vậy đi. Rồi
triệu phú đô la đó nha, chứ không phải triệu phú Việt Nam đâu nha. Bây giờ thì em sẽ giúp cho Hoàng Piano bán đàn cho nó đắt khách. Em thì bỏ Facebook nhưng mà em vẫn vô Facebook fanpage của khách hàng để hỗ trợ. Em có thể chạy quảng cáo cho mình nổi tiếng hơn mấy thằng YouTuber lá cải trên mạng, là những đứa mà lên mạng làm những trò bậy bạ. Nhưng mà mấy em không có nhiều cơ hội như vậy, mấy em sống bằng cái nghề đó. Cái đầu mấy em cũng chỉ tới mức vậy thôi. Nên cứ cho mấy em làm mấy trò tiêu cực đi, còn em nhận làm những trò tích cực. Ai coi coi, bởi vì cuộc sống mà. Đó. Ê, Và từ còn này thì sẽ cho mọi người cái app tên là Grammarly, em ở cái tên là Grammarly. Digital Writing Assistant. Grammarly. Grammarly. Đó, coi Blackpink còn hay hơn không? Coi Blackpink còn hay hơn. Coi cái gì người ta sống có ý nghĩa, mục đích người ta đẹp này kia, coi thần tượng người ta đẹp này kia, mặt người ta đẹp, người ta làm việc cũng đẹp. Thường mấy đứa nít nó bị hướng vô coi mấy người mà xấu lắm. Tướng tạo tâm sanh, mà mấy người mà xấu là làm việc chuyện không có tốt nên mặt nó mới xấu không. Và bây giờ có mấy cái món hàng đang về 30. Ôi, về mấy xe đàn luôn. Bữa nay là shop Hoàng Piano đang kinh doanh nha quý vị. Đàn đang về. Và bây giờ hàng về, hàng chụp từ điện thoại ra của shop, thì bây giờ em bật cái